Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hay góp nhận 5 triệu token Luffy Inu nha các bạn. Thì đến từ sàn Bitmax. Thì chương trình hay góp này nó chỉ random cho 4.000 winner may mắn thôi các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả thì cùng mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Bitmax. Sau đó các bạn KYC nha các bạn. Sau khi các bạn có tài khoản trên sàn Bitmax xong thì các bạn nhập vào tài khoản Twitter nữa các bạn. Tách đầu tiên rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn like nè các bạn chấp nhận như tweet nè và các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn, rồi các bạn tweet lên rồi sau đó thì các bạn join sau kênh Telegram group của nó các bạn, rồi xin kênh Telegram đó các bạn join sau nè các bạn. Sau khi join chào các bạn nhớ chụp mừng là màn hình giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào có một cái link form này các bạn. Chưa. Follow. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Bitmax Exchange này các bạn. Theo dõi rồi. Bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn. Tiếp tục các bạn theo dõi lớp Fancy nè. Các bạn cũng theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đập lên này các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào cái link form này nè các bạn. Thì cái link form mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn đó. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ là địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Sorry các bạn, username Twitter của tất cả các bạn vào đây nè. Thì các bạn mở Twitter của mình ra thì dưới cái bức ảnh avatar mình sẽ gặp được username Twitter của mình nè. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram mình nè. Thì các bạn mở Telegram mình ra nè các bạn. Cho nhập ba anh cùng nè, vào setting nè. Copy username Telegram mình nè. Rồi, các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên sàn Bitmax nha các bạn. Đi sau này tôi cần nó phân phối gì sàn Bitmax. Rồi, tiếp tục các bạn chụp một cái bức ảnh các bạn đã follow dự án là lớp Twitter lớp Inu nữa các bạn. Nãy mình quên chụp ta. Để mình vào follow. Rồi các bạn nhấp vào một lớp Inu Fantasy nè, các bạn chụp màn hình lên đó các bạn. Rồi sau đó thì các bạn gỡ vào cái link form này nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chụp một ảnh các bạn đã follow Bitmax các bạn. Thì các bạn mở Twitter tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào một follow Bitmax ở trên nè. Các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi các bạn gửi lại vào link form này nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chụp một cái bức ảnh đây các bạn đã join vào Telegram group hồi nãy mình đã chụp màn hình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chụp màn hình bức ảnh các bạn đã retweet và tăng 3 người bạn thì bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Ê rồi các bạn nhấp vào bức ảnh này avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn, các bạn chụp lên một bức ảnh này nè các bạn. Rồi các bạn mở cái link phong tất cả các bạn ra, các bạn gửi vào đây nè các bạn. Nota follow send tweet and bạn đúng rồi. Rồi các bạn kiểm tra thông tin lên một lần nữa có chính xác đàng hoàng các bạn. Nếu thông tin chính xác hết thì các bạn bấm vào một enter nha các bạn. Submit. Rồi. Nó hiện ra mục này là hoàn thành nha các bạn. Rồi vậy video mình các bạn đừng bấm vào mục detox này các bạn. Mục này là mục trở lại nè. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.